Trong vòng bứt phá rap Việt mùa 2 mới phát sóng vừa qua, Obito là thí sinh lộ diện tiếp theo ở bảng B. Với lối rap melody sở trường đầy lôi cuốn, nam rapper còn mang vũ khí bí mật đến với vòng này là sự xuất hiện bất ngờ của tổ đội OTD. Những tưởng phần mở màn ấn tượng như vậy sẽ khiến nam rapper giành được tấm vé đi vào chung kết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể vượt qua đối thủ quá mạnh là Lekka. Bên cạnh những lời khen của ban giám khảo và các huấn luyện viên thì màn trình diễn của Obito cũng nhận về nhiều tranh cãi. Một số netizen cho rằng anh chàng hát như rap và còn gọi đây là hát Việt. Dù vậy, cũng có người bênh vực rằng rap melody cũng là một thể loại rap nên việc sử dụng lối rap này của Obito cũng không có gì là quá đáng. Một số bình luận của netizen: có cao nhân nào chỉ cho tôi cách phân biệt giữa rap và hát được không? Tôi thấy thí sinh đang hát đúng hơn là rap. Nói mình bảo thủ thì mình chịu chứ cái này là hát rồi chứ có rap gì đâu. Nghe cứ tun tun ớn lạnh ghê. Rap là đọc rõ lời rõ chữ như ca dích qua quy hồi xưa á. Chả cần vần này vần kia, không cảm nổi bài này. Melodic rap mà mấy ông bảo hát là như nào? Melody giết người như vậy mà mấy bạn chê dở. Rap melody hay melodic rap là thể loại được ưa chuộng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây là dòng nhạc đòi hỏi các rapper phải thành thục cả kỹ năng hát và rap. Không những thế, người viết lời còn phải sở hữu cách viết riêng biệt và tư duy âm nhạc độc đáo. Để một bài melodic rap trở nên hoàn hảo, người làm nhạc phải đặc biệt chú trọng vào vần điệu và bè, vốn là những yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, phần beat bắt tai cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa thể loại này và melody thông thường. Kết quả Obito bại trận trước Lekka khiến không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối. Trước khi bảng đấu của Obito lên sóng, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng thí sinh Team Bin sẽ bị loại nhưng sau đó sẽ được cứu bằng nón vàng của giám khảo. Thế nhưng bài đăng mới nhất của Obito lại ẩn ý sẽ không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra với anh chàng. Cụ thể, Obito đã khẳng định hành trình tại Rap Việt đã chính thức khép lại và đó là một chuyến đi với đầy điều mới mẻ. Bài học trong chuyến đi cũng đã học được rồi, nhạc vang từ đầu đường đến góc hẻm cũng đã làm được rồi. Chinh phục được nhiều khán giả hơn thêm nữa cũng đã làm được rồi. Hạnh phúc với định nghĩa chiến thắng của mình nằm ở đó. Cuộc đua thật sự bây giờ mới bắt đầu, cũng đến lúc mình đem đến cho mọi người sự bất ngờ sau hơn một năm qua mình chưa ra sản phẩm nào chỉn chu cho bản thân. Quan trọng vẫn là làm gì khi một chuyến đi kết thúc, Obito chia sẻ. Mặc dù phải dừng chân tại vòng bứt phá trước Lekka nhưng Obito vẫn là một đối thủ đáng gờm nếu anh xuất hiện ở những bảng đấu khác. Vì không bỗng dưng huấn luyện viên Jam lại cảm thấy may mắn khi Obito đã không chung bảng với Vissou. Có thể thấy, Obito từ khi nhận chủ đề từ người thầy của mình, nam rapper cũng đã cố gắng hết mình để hoàn thành tốt phần thi. Chưa khép lại vòng bứt phá, khả năng Obito vẫn còn nhiều cơ hội để bước vào chung kết nếu nhận được nón vàng từ hai giám khảo là vẫn cao. Biết đâu phép màu sẽ xảy ra với Team Bin vào phút chót thì sao? Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.